Thầy xin chào tất cả các bạn và các em. Ở video hôm nay thì thầy sẽ chữa cho em một bài ST. Thì câu này có một bạn ở trên fanpage đã gửi bài tập này cho thầy và nhờ thầy chữa bài tập này. Dạo này bận quá các bạn ạ. Dạo này còn phải chữa một số các đề thi giữa học kỳ 2 và học kỳ 2 để dành cho các bạn trong khóa học, nhưng thành ra hơi bận. Hôm nay bạn đã phải gửi đề bài tập này phải ba hôm nay rồi. Thì hôm nay mới bắt đầu chữa được cho các bạn ấy. Thì chúng ta bắt đầu phân tích nhé. Bài tập này khá là hay. Các bạn có thể tự mình làm bài tập này trước. Còn nếu mà sau đó thì các bạn cùng so sánh với cách làm của thầy nhé. Chúng ta có phân tích đề bài này. Đề bài cho đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp X chứa 3 anh ethanol đều mạch hở cần vừa đủ là 0,64 mol oxy, thu được 0,52 mol CO2. Mặt khác đun nóng 0,08 mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch. Sau phản ứng thì thu được mg hỗn hợp muối Y và hỗn hợp Z chứa 2 ancol no đơn chức. Nếu đốt cháy hết Z thì thu được 0,24 mol CO2. Giá trị của M là bằng bao nhiêu? Thì ta sẽ có như sau. Ở đây mình sẽ sử dụng tư duy, đó là tư duy dồn chất các bạn nhé. Cái tư duy này thì các bạn cũng chả xa lạ gì đúng không? Trong khóa học thầy dạy mãi rồi. Thì ta có anh este nhé, anh este no mạch hở, nó bao nhiêu chức đi không quan trọng, dù nó bao nhiêu chức đi chăng nữa cũng không quan trọng. Đó là mình sẽ nhấc hết thằng CO ra bên ngoài đúng không? Khi mình nhấc hết CO ra bên ngoài như này rồi thì bên trong nó còn cái gì? Bên trong nó chỉ còn mỗi thằng ancan, mà ancan thì mình sẽ có CH4 đây và đồng đẳng của ancan thì mình sẽ giật hết CH2 ra bên ngoài như này. Thế là xong. Đấy. Và số mol của CH4 thì bằng với số mol của hỗn hợp X và bằng 0,08, chốt luôn 0,08. Anh này tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là người ta đốt trong oxy, lượng oxy đây bằng bao nhiêu? Là bằng 0,64, thì thu được đây là CO2 và H2O. Lượng CO2 đầu bài cho là bằng 0,52 mol, 0,52 mol. Còn nước thì chịu rồi. Và thí nghiệm thứ hai là người ta cho toàn bộ cái lượng X này, toàn bộ cái lượng là 0,08 mol này, 0,08 mol X này, cho tác dụng với NaOH vừa đủ đây, cho tác dụng với NaOH là vừa đủ này, vừa đủ thì sẽ thu được cái gì? Thu được đây thứ nhất đó là phần hỗn hợp muối Y đây gồm những muối gì? Chịu. Hỗn hợp Z đây gồm có 2 ancol no đơn chức. Thì đây mình sẽ có này hỗn hợp ở đây sẽ có 2 ancol no đơn chức, và tất nhiên rồi nó sẽ phải là mạch hở. Tại sao thầy biết là mạch hở? Là bởi vì este đây mạch hở thì hiển nhiên ancol sinh ra nó cũng phải là mạch hở, và khi hai anh ancol no đơn chức mạch hở thì mình sẽ sử dụng tư duy đồng đẳng hóa, đó là gì? No đơn chức mạch hở thì đấy nó là CH3OH và đồng đẳng của nó thì giật hết CH2 ra bên ngoài như này. Ok. Và lượng ancol này sinh ra, đây là lượng ancol này, đó là hai ancol, đây là hai ancol Z nhé, hỗn hợp đây là hỗn hợp Z này. Đó. Thì anh này đem đi đốt trong oxy, thì sẽ thu được đây là CO2. Lượng CO2 đây là 0,24. Đó. Và thầy sẽ lấy bút màu xanh viết cho bạn dễ quan sát nhé. Ta có như sau này. Thầy sẽ có số mol của CH2 đây, thầy gọi là X mol, CO đây thầy gọi là Y mol. Ta có phương trình thứ nhất là phương trình liên quan đến oxy đây, mình sẽ dùng đó là bảo toàn E. Thế này trao đổi là mấy E? Anh này trao đổi 8E thì 0,08 nhân 8 cộng với đây, anh này trao đổi 6E thì sẽ là 6 nhân X. Còn anh CO này thì không trao đổi E, nhé, thì bằng oxy trao đổi 4E thì 0,64 nhân với 4. Phương trình thứ hai đó là người ta cho số mol CO2 thì mình bảo toàn carbon thôi. Ta sẽ có này bảo toàn carbon 0,08 nhân 1, 0,08 nhân 1 cộng với x nhân 1 cộng y nhân 1 cộng x nhân 1 này, cộng y nhân 1 và f bằng 0,52. Từ đó mình sẽ dễ dàng ra được cái cặp giá trị đó là x bằng và y bằng. Bấm máy tính nhé. Ta có này. Đây sẽ là 6 này, khuyết này, 0,64 nhân 4 này trừ đi 0,08 nhân 8 này. Phương trình thứ hai đây sẽ là 1 này, 0,52 trừ đi 0,08 này thì bằng 0,32 và 0,12. X bằng 0,32 và anh Y đây là bằng 0,12. Anh Y thì sẽ phản ánh được gì? Nó phản ánh được số mol của CO, mà CO ấy, thì cứ một CO này thì ăn được một NaOH. Thế vậy bằng với số mol của anh OH, bằng với số mol của nhóm chức OH trong ancol và bằng với số mol của nhóm CONa trong muối. Đó. Thì tất cả cái này nó đều bằng nhau hết, và mình cần cái gì thì mình sử dụng cái đấy, thì mình lấy số đấy ra để mà áp vào. Và em thấy đây một cái thứ rất quan trọng đây đó là NaOH đúng không? Bằng 0,12 mình chèn đây, anh này là bằng 0,12. Được chưa? Tiếp bằng OH cho ancol thì ancol này là ancol đơn chức, thế vậy sẽ bao OH đây cũng sẽ là bằng 0,12. Đâu ạ? Ta có đây carbon ở trong C3OH và carbon trong CH2 thì cuối cùng chui hết vào trong CO2 đây. Thế vậy ta sẽ có tiếp tục như sau. Ta có này bảo toàn carbon thì mình sẽ có được số mol của CH2 trong cái hỗn hợp Z này, sẽ bằng 0,24 trừ đi 0,12 thì bằng 0,12 sẽ bằng là 0,12 mol. Biết CH3OH rồi, biết CH2 rồi thì mình sẽ tính được khối lượng của ancol. Vậy suy ở đây m của ancol, z sẽ bằng 0,12 nhân với 32. 0,12 nhân 32 này cộng với 0,12 nhân với 14 nhân 14 thì sẽ bằng là 5,52. Anh này sẽ là 5,52 gam ancol. Ok. Thế vậy thì anh này có khối lượng này là 5,52 gam. Biết khối lượng của anh ancol rồi, biết khối lượng NaOH rồi, biết khối lượng của anh X rồi thì mình sẽ bảo toàn khối lượng để ra hàng Y. Nhưng mà trước khi bảo toàn thì mình sẽ phải tính nốt thằng X này xem khối lượng bằng bao nhiêu nhé. Ta có này. M của X. Đây sẽ bằng chúng ta quan sát ạ. Hãy nhớ thằng anh X này ở đây này, ấn X này em biết là 0,32 rồi, X là 0,2, ấn Y này 0,12 em biết rồi nhé. Đấy, và em chốt nốt thằng X này khối lượng bao nhiêu này. 0,08 nhân với 16 cộng với 0,32 nhân 14 cộng với 0,12 nhân 44, kết quả là bằng 11,04. Anh này là 11,04 gam, 11,04 gam. Thì ta có đây, anh này là 11,04 gam. Rồi mình sẽ bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng. Thì anh X này có khối lượng là 11,04 này cộng với khối lượng NaOH, đây là 0,12 nhân với 40 thì bằng m của muối, này, cộng với m ancol, là 5,52. Và từ đó mình sẽ dễ dàng rút ra được là giá trị của m muối sẽ bằng 11,04 cộng với 0,12 nhân 40 trừ đi 5,52 thì sẽ bằng là 10,32. Anh này sẽ ra được là 10,32 gam. Đấy, một bài tập nó cũng không đến nỗi là quá khó đúng không? Một bài tập khá bình thường thôi. Và mình chỉ việc áp dụng cái tư duy, đó là tư duy dồn chất và thêm chỗ này một chút đồng đẳng hóa nữa là xong. Rất là nhẹ nhàng thôi. Đáp án là đáp án B. Và các bạn nếu có rảnh rỗi mà có bài tập nào mà hay mà không có trên Google thì hoàn toàn thầy có thể giúp đỡ được các bạn nhé. Đáp án là B, 10,32.